Xong Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Cũng rất lâu rồi, hôm nay mình về được một cái chiếc máy massage chân mà có cả cái chế độ rung. Con này thời gian bán rất là VIP các bạn này. Rất là VIP nhá. Có rung bi ở giữa này và bóp hai bên, có chế độ rung riêng biệt luôn. Đấy. Chạy rung không được mà các bác chỉ chạy bóp không. Ba cấp độ bóp khác nhau nhé. Vừa bóp vừa rung này. Đấy, một con máy massage chân rất là hiếm luôn. Đấy. Con này thì ngoài cái tính năng massage bàn chân thì các bác có thể để bắp chân vào đây. Đấy, các bác bật bóp. Bóp bắp chân nhé, nằm ngửa ra, đặt chân vào đây. Đấy, catalog nhà sản xuất hướng dẫn là như vậy nhé. Vừa rung luôn này. Đấy. Vừa bóp ba tốc độ rung khác nhau, mạnh yếu khác nhau. Đấy, ba chế độ bóp khác nhau, rất dễ sử dụng. Đấy. Con này thì tình trạng vải còn rất là mới này các bạn, gần như là rất ít dùng, chắc không dùng mấy. Đấy. Vừa rung này, em cho thử các bác test thử nhé. Tính năng rung này các bạn, thấy không thấy chưa? Rất là mạnh luôn nhé, ba tốc độ rung khác nhau. Đấy. Đi ở rung ở giữa luôn, gan bàn chân, đúng gan bàn chân luôn, hai bên gan bàn chân. Hai bên gan bàn chân này, rất là mạnh. Đi giữa hai rung hai gan bàn chân. Một con máy phải nói là cũng rất là hay. Giá thành vừa phải. Con này em bán là 1,7 triệu tặng kèm các bác đổi nguồn nhé. Này hàng nội địa Nhật trên nó chạy điện 100V. Này các bác nào không lấy đổi nguồn thì trừ đi 100.000. 1,7 triệu giá bán chuẩn giá các bác nhé, không mặc cả đâu ạ. Vì cái giá máy này nó chỉ được lãi đôi trăm thôi, không được nhiều đâu. Chào các bác.